Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Ok, các bạn thấy rồi đó, intro của ngày hôm nay không phải là chiếc bàn màu xanh như bình thường. Cũng có nghĩa tập này sẽ là một tập đặc biệt. Cụ thể đó là mình, anh Kê Tay sẽ dẫn các bạn đi chơi. Yeah. Đi chơi Noel mọi người ơi. Yeah. Rồi, thì cái câu chuyện đó là như các bạn cũng đã biết, mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Tuy nhiên là để vui chơi, giải trí, mua sắm thì mình có một vài những cái địa điểm ruột. Có một cái địa điểm, một cái nơi mà phải gọi là cái tần suất mà mình ghé qua cũng rất là dày đặc. Bởi vì cái nơi đó các bạn, nó siêu tiện lợi, nó nằm ở một cái vị trí gọi là trung tâm Sài Gòn. Rồi siêu to, siêu lớn, có tất cả mọi thứ về thời trang, ăn uống, giải trí, vân vân. Và đặc biệt là có một cái khu mà mình cũng rất là thích, đó là khu đồ chơi mọi người. Mà không phải là khu đồ chơi bình thường nữa, khu đồ chơi rất là xịn sò. Khá là nhiều những cái món đồ chơi, những cái bộ sưu tập mà các bạn xem mình review trên kênh Toy Station là yeah, mình săn ở đó. Ok, nhưng mà có một điều rất là bất ngờ đối với mình, cũng như là rất là hân hạnh luôn. Đó là không ngờ một cái nơi mà mình yêu thích hay lui tới rất là nhiều đã liên lạc với Toy Station và ngỏ ý mời đến trải nghiệm tham quan cái không khí Noel 2020 tại nơi đó. Wow. Còn gì bằng đó mọi người. Cho nên tiện thể hôm nay sẽ dẫn mọi người đi chơi Noel, cũng như là check in một trong những cái địa điểm cực kỳ yêu thích của mình trong việc săn đồ chơi. Ok, chuẩn bị mình đi nha. 1, 2, 3, let's go. Chào mừng các bạn đã đến với Takashimaya. Rồi các bạn ơi, hiện tại thì chúng ta đang ở tầng 3 của Takashimaya. Thì đây, đó, nguyên một thiên đường đồ chơi luôn. Cái khu này ở bên ngoài có thể là các bạn sẽ thấy là nó nhỏ nhỏ, nhưng mà khi đi bước bên trong nha, nó rất là nhiều những cái gian khác nhau luôn. Wow. À, từ đầu tới giờ nữa quên giới thiệu với các bạn, đi với chúng ta ngày hôm nay có Lily và Lano. Oh yeah. Và thêm một ông già Noel nữa các bạn, một ông già Noel đi với chúng ta nữa. Thank you. Rồi ok các bạn ơi, lần đầu tiên ở trên kênh Toy Station. Tập này Thành Kitty sẽ không chỉ review một vài món đồ chơi nữa, mà sẽ review nguyên một cái gian hàng đồ chơi này. Đây, những chiến binh Beyblade. Có thể kiếm thấy các sản phẩm ở đây. Achilles. Bạn nào nhớ cái tập đó không? Mình và Lily, Lano đã chiến đấu rất là, nói chung là không thể nào mà fail hơn được nữa. Như đây, chúng ta có bàn đấu luôn. Bạn nào có sưu tập Beyblade và muốn bàn đấu mà chưa có bàn đấu, có bàn đấu luôn. Cái này có một cái loại bàn lấu ở trong hộp. Wow, xịn sò nè. Ý, hình như là cái ở nhà là mình có cái bàn này nè mọi người. Có cái bàn ở trong cái bao này nè. Mới biết là nó có cái trong cái hộp này luôn chứ. Cool. Qua tiếp bên đây là một cái dòng khác. Này nhìn hoành tráng người ta. Của Robo Alive mọi người. Cái con này Ý, cái con này hình như là, con này như điều khiển được phải không? Is it? Hay là nó chỉ tự chuyển động thôi? Bạn nào muốn mình review trong này không? Ở bên dưới này là có con rồng băng, rồng lửa và rồng băng. Còn đây, nguyên một cái dòng xe điều khiển, siêu xe điều khiển. Wow, mình thì cũng không phải là một big fan của xe điều khiển lắm, nhưng mà nếu như bạn nào là đam mê xe điều khiển ha, Rasta, một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng về cái thể loại xe điều khiển này. Ui. Cái bộ này nó bự quá mọi người. Nó bự kinh khủng luôn. Oh my gosh, look at this. Yo. Mọi người xem nè. Đây nè, nguyên cái thùng nó như vậy nè. Wow. Rất là nhiều luôn. Chạy hình như nó là một cái garage hay là một cái thành phố Hot Wheels luôn nha. Chạy từ trên đây nè. Đó, chạy xuống. Để thôi station mà như là cũng là một cái nơi mà trưng bày xe Hot Wheels được luôn mọi người. Thôi bị hay luôn.
vừa tương tác vừa chơi được luôn. Một bộ, một cái collection lớn, nguyên một cái chỗ trưng bày Hot Wheels cũng đẹp mọi người. Ý tưởng này hay nè. Đây, đây là khu của Hot Wheels nha các bạn. Đó, tất cả tất tật mọi thứ Hot Wheels luôn. Double Loop Dash mới làm hôm bữa, mới review hôm bữa luôn. Đây. Yeah. Wow, cái này có triple loop luôn, Collie á. Collie, được. Nhưng mà mấy cái bộ này thì là bộ nhỏ ha. Không bự bằng bộ kia, chỗ bộ kia nó kinh khủng quá luôn ấy. Đó, những cái pack xe lẻ, mọi người tha hồ kiếm luôn. Ê, có cái mẫu xe ice cream này dễ thương không? Xe kem mọi người. What? Chắc chút nó ra hốt này quá. Đó, kính thưa các thể loại xe Hot Wheels luôn các bạn. Hot Wheels là họ đã lên tới hàng ngàn xe rồi mọi người. Rất là nhiều mẫu. Về xe điều khiển thì hồi nãy chỉ có 1-2 chiếc thôi. Đây mới là gian gọi là thiên đường nè mọi người. Quá nhiều loại luôn. Nói chung là nói về xe điều khiển á, thì mình recommend là Rasta nha mọi người. Yeah, rất là ok. Ở đây thì thêm một số những cái dòng robot điều khiển nữa. Vector, chú voi con ở bản đôn. Ok, robot. Wow, rất là nhiều luôn. Các bạn đã biết cái show này trên YouTube không? Marshall and the Bear. Siêu nổi tiếng luôn. Đâu bị dễ thương luôn nè. Đây, bác gấu. Có luôn hả ta? Cái này mình mới biết luôn nha mọi người. Có luôn nha. Này Marshall nè. What? Marshall đủ các kiểu luôn. Oh, đây. Ê kêu, làm cái mặt cũng hơi bị giống ở trong phim hồi luôn nha mọi người. Là bị hay luôn. Cool. Còn tiếp theo ở đây thì chúng ta có một cái gian về xe cộ, nhưng mà sẽ cho những bạn nhỏ hơn một chút xíu. Đấy, của Dickies các bạn, Dickies Toys. Dòng này thì mình chưa có review bao giờ, nhưng mà mình biết cái dòng này rất là ok, rất là xịn sò luôn. Chất lượng nữa và an toàn cho các bạn nhỏ đấy. Đây. Có những cái mẫu tàu thuyền này nọ ha, rất là to. Rồi xe cứu hỏa nè. Đó, các thể loại. Wow, đây. Cái này là nguyên một cái trường đua luôn nha mọi người. Nguyên một cái trường đua luôn. Oh my gosh. Nhìn cũng khá là hấp dẫn ha. Đây nè, nếu mà ráp thì thành nó thành dày. Đó, những cái mẫu xe có sẵn 1, 2, 3, 4, 5 mẫu xe đi kèm theo luôn. Thì chúng ta sẽ chơi, tương tác ha. À, để thử coi nó có âm thanh gì không. À, nó có đèn nha mọi người. Có đèn, có âm thanh. Đó. Alright. Còn ở bên dưới này là một chiếc ủa cái này là gì ta? Cái này nó giống như là một cái chiếc xe cứu hỏa, nhưng có thể nó mở ra được. Nguyên cái xe cứu hỏa này nó mở ra thành một cái trạm được mọi người. Nhìn hấp dẫn ấy. Những cái mẫu mà xe cứu hỏa này nọ các bạn thấy từ bên kia qua bên đây á là của hãng Dickies Toys. Nhưng mà cái mẫu mà trường đua hồi nãy mà vừa mới nói là của Majorette nha mọi người. Majorette thì chúng ta sẽ tiếp tục qua bên đây. Đó luôn. Majorette nó cũng là một dòng mà chuyên về xe diecast mô hình. Thì đây, đó mọi người cũng thấy là nó có những cái phát lẻ này nọ ha. Đó. Rồi. Ê, cái này hay nè. Chắc là mình lấy chiếc này. Nó có cái chữ Exclusive at Takashimaya nha. Tức là cái mẫu này, cái mẫu xe màu xanh bóng này nè của Majorette mọi người chỉ có thể kiếm thấy được ở Takashimaya thôi. Ok. Hay à. Và đây là dòng Dragamons. Dragamons thì khỏi phải nói rồi. Chúng ta đã có hai tập, thậm chí là một tập mở tới 50 phát trứng lận các bạn. Yeah. Zozo Zombie có luôn. Các bạn thấy không? Tất cả những gì mà mình đã review chi tiết, những cái đồ chơi mà gọi là xịn sò và chính hãng á, mà mình đã review á, đều có mặt ở Takashimaya hết mọi người thấy không? Nói chung là một nơi tập trung rất là nhiều những cái dòng thương hiệu đồ chơi xịn sò lại một chỗ luôn á. Yeah, xem tới đây thì có thể là mọi người cũng đã hiểu vì sao mà mình nói đây là một trong những cái nơi mà yêu thích lui tới của mình luôn ấy. Takashimaya, đặc biệt là cái khu đồ chơi này mọi người. Đó, như là LOL nè ha, Surprise, gắn liền với tên tuổi của kênh từ những ngày đầu. Đây là Barbie khỏi nói luôn, nổi tiếng trên toàn thế giới luôn nha các bạn. Còn đây Hatchimal Wilds có luôn. Và rất là nhiều. Đây, cái này sẽ tập trung cho những bạn nữ ha. Công chúa Disney, Funko Pop có luôn. Wow. Có gì mà trên kênh Toy Station mình làm mà ở Takashimaya này không có đâu mọi người. Wow.
nguyên một cái bàn đồ chơi tương tác hiệu của Heaps dành cho những bạn nhỏ. Wow, nhìn là hơi bị thích nha mọi người ơi. Có những cái hạt hình như là bằng gỗ nè. Wow, bộ này chắc Jerry thích ma luôn á. Quá to. Anh thích cái bộ này nè. Ok, cái này không phải là chuyên ngành của mình, nhưng mà ở trên kênh thì các bạn cũng hay nói là ủa tại sao anh có thể làm đồ về kiểu đồ nam nhiều quá, giống như là dành cho các bạn trai nhiều á. Thì wow, thì bởi vì mình là trai, con trai mà các bạn. Nhưng mà dạng Lily thì đây. Em thích cái này. Yeah. Sơn móng tay. Cái này là anh có tay dở nha mọi người. Đây chị già. Thì các bạn cứ mời chị Lily tư vấn. Đây là một cái dòng Make It Real, Bringing Your Creativity to Life. Ok, nó dạng như là một cái dòng DIY. Ví dụ cái này chúng ta sẽ làm thành một cái charm để mà đeo vòng cổ nè. Cái này là DIY, sơn móng tay, DIY. Trời ơi, làm gel nail này nọ các thứ. Quá hay luôn. Có ba lô luôn nha mọi người. Đây, ngoài đồ chơi ra thì có ba lô luôn. Clever Hippo, một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng về ba lô chống gù dành cho các bạn. Anh thích này nè, anh thích nè. Gì? Ba lô. Hợp không? Này, đem đi chơi Giáng sinh là hơi bị hợp. Rồi vô, ok. Anh với em mở đứa một cái. Let's go. Yeah. Ui. Ý các bạn, cái này là dòng... What? Dòng này mình làm rồi. Nhưng mà cái này hình như là series mới nha mọi người. Zuru Smasher trứng khủng long á mọi người nhớ không? Hình như nhớ không làm lại cái video mà khủng long ăn trứng đó mọi người, của Zuru Smasher dòng này luôn. Hình như là lên đâu chắc cũng 3-4 triệu view gì rồi đó. Mọi người rất là thích luôn ấy. Có ai vote mình review dòng này không? Vote ở bên dưới nha, comment nha. Let's go. Còn đây là Lego. 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 Đây là thiên đường Lego ở Takashimaya nha. Không biết có ai là fan của Lego không ta? Cực kỳ thích cái những cái tủ kính trưng bày những cái mô hình Lego này luôn các bạn. Đó, Takashimaya họ đã làm rất là hay luôn. Cái này là tủ trưng bày của Lego City ha. Đấy. Và bên đây chúng ta có Ninjago. Wow. Tất nhiên là các bạn có thể kiếm thấy tất tần tật những bộ Lego từ City, Lego Friends, các thứ ha. Thậm chí là những dòng Lego cho những bé nhỏ hơn, như là Duplo chẳng hạn có luôn. Kể cả là có một bộ mình rất là recommend cho Christmas lần này, Lego City Advent Calendar. Ok, nếu như bạn nào chưa biết thì mình đã từng review những cái bộ này rồi. Có chủ đề về City, có chủ đề về Friends luôn. Thì trong một cái hộp như vậy nó sẽ có là 24 ô. Ở bên trong sẽ chứa những cái món Lego nho nhỏ. Và theo một cái cách chơi đúng xịn sò là mỗi ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 chúng ta sẽ mở ra một món. Mỗi ngày mở một món cho đến ngày 24. Hay, đó là cái truyền thống của Advent. Cũng rất là thú vị cho những fan cứng của Lego hoặc là những gia đình có những bạn nhỏ. Rất là vui. Rồi, ngoài những cái bộ gọi là bình thường các bạn có thể kiếm này của Lego, có luôn hàng khủng nha mọi người. Hàng khủng nha. Oh my gosh. Fan cứng Lego nhìn phát biết ngay Lego Technic. Trời ơi. Bugatti Chiron. Yo, yo, yo. Bé này là không đùa được đó nha mọi người. Không đùa được nha. Hồi trước là em này là thuộc dạng hàng hiếm ở trên thế giới luôn. Không phải là ai order cũng có được đâu. Nhưng mà bây giờ mọi người coi coi. Trời đất ơi, ở Takashimaya nè. Bao luôn. Bao luôn, đầy đủ luôn. Ok. Những bộ Technic phải gọi là siêu to, siêu khổng lồ luôn. Tóm lại nói về Lego thì Takashimaya cũng khá là bao trọn gói đó mọi người. Wow. Oh my god, it's so fluffy. Gấu bông luôn mọi người. Của một cái thương hiệu Nixie của Đức luôn, rất là xịn sò. Không, những em này finish. Trời, wow. Gấu bông nhưng mà finish rất là chất lượng nha. Mình đang coi những cái đường chỉ nha mọi người. Oh my gosh. Wow, có cái phần lông. Amazing. Amazing, good job. Nè, đây lại có một con rồng lửa nữa. Ê, dễ thương quá, chắc nữa mua cho anh vài con nha. Không xịn sò mọi người, thú bông ở đây hả, phải gọi là
Hay á, đẹp á. Cầm vô rất là thích luôn. Đây là những em khỉ nè. Hú hú ha ha. Ừ. Có trùng lòng hả? Có hai cái viên. Khỉ mà. Mua cho Lano con này. À, con này. Đó. Con này luôn. Ấy. Đăng Lano con này luôn. Chào mừng các bạn đã đến với Sylvanian Family. Gia đình của các bé thỏ siêu dễ thương. Trời sao nó bệnh dữ vậy? Trời ơi, cái này mô hình mà bệnh thiệt. Bưng về luôn các bạn. Đây các bạn ơi, chúng ta có cả rất là nhiều gia đình thú khác nhau của dòng Sylvanian Families. Wow, rất là dễ thương luôn. Những cái texture lông của những em này sờ vào nó rất là mịn nha. Đấy. À đây nè, đó bạn. Nhân viên cho demo luôn các bạn. Đó, sờ vào. Wow, rất là đã luôn. Rồi vải thật đúng không em? Cái này nó làm bằng vải thật đúng không? Thay đồ này nọ được luôn nha các bạn. Wow, đây nè các bạn thấy không? Đỉnh cao của cái dòng này là những cái mô hình mà các bạn có thể đặt được những nhân vật vào. Wow, nguyên một cái bàn tiệc. So cute, so cute. Có những cái pack váy phụ kiện đó các bạn. Oh my gosh. Vâng, và đó là Sylvanian Families nha các bạn. Các bạn đến Takashimaya có thể sờ thử cái em mô hình này. Trời, nó rất là đá luôn á. Ok các bạn ơi, và mình vừa mới nhận được một lời thách đấu đến từ bạn Tùng. Nhân viên quản phân Takashimaya. Yes, và bạn đang phụ trách dòng Tomica đúng không? Này gọi là bộ này gọi là cái gì em? Đường đua gì? Dạ, đường đua Tomica Go-Go à. Đường đua Tomica Go-Go. Là đi đi á mọi người. Dạ. Rồi em hướng dẫn cái cách thức của cái dòng cái đường đua này đi. Dạ, rất là đơn giản ha mọi người ạ. À. Mình sẽ để hai chiếc xe ngay đây nè. Đó, nó sẽ có đánh dấu cho mình là số 1, rồi mình sẽ cái số màu đỏ, số 2 là cái nút màu xanh. Đó, thì mình muốn sẽ có hai người đó, mình sẽ đua với nhau. Đó, hai người không? À, ba người không được rồi. Ba người là chắc rồi. Đúng không? Rồi ok. Ba người có hai em cầm tay anh. Rồi ok. Đó, thì mình sẽ bắt đầu hả cho xe vô và xuất phát ngay chỗ xa này nha. À, sau đó mình sẽ bắt đầu nhấn cái nút này anh để bắt đầu khởi động cái động cơ ngay chỗ này nè. Bí mật ở đây nha mọi người, là mình nhấn tốc độ lên càng nhanh á thì cái bánh động cơ nó sẽ xoay càng nhanh. Đó. Khi mà xe bắt đầu á nó đụng vô cái đường đó nha, nó sẽ bắt đầu luôn. Đúng rồi. Đó. Nói giờ là anh hiểu rồi. Nói giờ anh hiểu rồi. Lên vô. Rồi ok, mình ở lên màu xanh nha mọi người. Rồi lên bên trong nha. Let's go. Chuẩn bị 3 2 1 go. Ôi giời. Xí lại mọi người, xí lại. Chưa có giao luật rõ. Mình tưởng là bấm một lần qua thôi, ai ngờ bạn này bấm liên tục. Bây giờ thôi vậy đi, bấm liên tục chạy sáng mai luôn á. Bây giờ mình bấm một lần thôi, được chưa? Bấm một lần thôi. Đó, Infinity Racing. Đúng rồi. Rồi bây giờ cái luật là như vậy, anh giao là mình sẽ được chạy năng lượng, đúng không? Chạy năng lượng cho tới khi nào mà muốn thôi rồi. Buông tay ra đếm 1 2 3. Xe chạy 3 vòng, ai về trước là thắng. Ok. Được chưa? Ok, let's go. 1 2 3. Go. 3 2 1. Go. Ủa sao em bấm hoài vậy? Rồi thôi. Hồi nãy anh giao là nhấn một lần thôi, Tùng không kiềm chế được các bạn. Thôi thì nói chung là anh thắng vậy đi. Em phạm luật. Dạ giỡn chứ. Dạ cảm ơn em. Dạ rất là cảm ơn. Dạ. Ok. Yeah, bộ này cũng rất là thú vị. Bạn nào có quan tâm thì đến Takashimaya vào quầy của Tomica và gặp bạn Tùng, đua với bạn Tùng, thắng bạn Tùng cái bộ này về free vậy đi. À không có giỡn hay không có nha. Rồi, thưa các bạn, nếu như các bạn vẫn còn nhớ thì Toothless phiên bản Biết Bay. Em này là mình đã cũng review rất kỹ ở trong một tổ chân Contradiction rồi. Nhưng mà không ngờ ở bữa nay thì có một em được chân demo ở đây. Cho nên là yeah, mình cho em nó bay ra mọi người. Yes, let's go. Đầu tiên ha, chúng ta phải vuốt ve yêu thương em nó. Yeah, phải vuốt ve truyền tình cảm em nó. Không, nó giỡn chứ mọi người, cứ bị bật công tắc lên là bay được nha. Trong bước đầu tiên nè, nhấc em nó lên. Ok, lên xuống, lắc. Để nghe một âm thanh. Đó, đó, âm thanh em nó vỗ cánh nè ha. Đặt vô lại nè. Và chuẩn bị. Nếu như em nó có đủ can đảm thì em nó sẽ bung cánh lên và bay. Chuẩn bị. Let's go. Trong lúc em nó bay, mọi người để tay dưới đất ha.
Yeah, thằng chọc, cảm ơn mọi người, Kính thưa quý vị và các bạn, chuyến bay thứ hai trong ngày hôm nay của hãng hàng không Takashi Maya đồ chơi. Ta có một dòng Pixie, phiên bản biết bay. Thì cái cách hoạt động của nó cũng tương tự với lại em Toothless ha. Nhưng mà nó, cái thiết kế nó hơi khác một chút xíu và rõ ràng là nó nhắm vô các bạn nữ nhiều hơn. Đây, chúng ta sẽ mở cái này ra. Đấy. Và chúng ta sẽ có một em tiên Pixie ha. Và cái váy của em các bạn để ý là nó là một cái trống trống. Dạ, và chúng ta sẽ bật công tắc lên nè. Tình tình tình. Rồi. Và chờ một vài giây. Wow, đây rồi, đây rồi. Em nói có cảm ứng nha mọi người. Đó, mình để cái tay ở bên dưới. Buông ra lại nó sẽ hạ xuống nè. Để tay xuống. Ok. Giờ buông tay ra. Em này thì có vẻ như là nó bay lâu hơn là em Toothless nha mọi người. Nó bay tới chừng nào mà mình muốn em nó hạ thì thôi luôn á. Cao lên nè, cao lên tới chừng nhà luôn nè. Anh đi. Yay, thank you. Chuyến bay thứ hai đã thành công tốt đẹp. Rồi nha, nếu như bạn nào có hứng thú với lại những dòng đồ chơi mà có thể biết bay được như thế này thì đây là sự lựa chọn, hai sự lựa chọn. Toothless hoặc là Pixie biết bay. Ok, và cứ như một truyền thống thôi, trong tất cả những tập vlog dẫn các bạn đi chơi trên kênh Toy Station thì sẽ đều có chuyên mục ăn uống cả. Yeah. Thì như mình đã nói đầu video đó, đây là một cái địa điểm mà gọi là vô cùng lý tưởng luôn. Vui chơi, giải trí, mua sắm dành cho gọi là tất cả các thành viên trong gia đình. Ai cũng sẽ có một cái gì đó mà mình nghĩ là sẽ có thể enjoy được ở Takashi Maya. Còn riêng bản thân mình để mà phục vụ cho kênh Toy Station thì các bạn thấy vừa nãy rồi đó. Một cái khu đồ chơi phải gọi là amazing, good job. Hôm nay thì do là mình đi với mục đích là quay video giới thiệu cho các bạn coi. Nhưng mà có thể là trong mùa Noel này chắc chắn là mình với Lily và sẽ dẫn theo bé Jerry quay trở lại đây, hang out rồi cùng mua sắm này nọ các thứ loại. Thì giá nếu như Noel nào bạn nào có đến Takashi Maya chơi và nếu mà có vô tình gặp mình thì cũng đừng có ngại ngần đến say hi ha. Mình rất là cảm ơn và rất là vui khi mà được gặp các bạn. Ok, còn bây giờ thì chúng ta cùng mâm thôi mọi người. Ở đây là mình có cơm cà ri. Dạ. Mình là một fan ruột của curry phong cách Nhật. Món này thì ở đây mình cũng đã ăn nhiều lần rồi nhưng mà đây là trải nghiệm lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Let's go. Thực ra thì lúc mà nhận được lời mời từ Takashi Maya đến đi một vòng tham quan như vậy, mình mới nghĩ, wait, easy game. Và mình thực sự là mình enjoy cái quá trình làm cái video này. Bởi vì nó cũng nằm trong một phần công việc của kênh Toy Station của mình cũng như là hàng ngày. À mà cũng không phải là hàng ngày mà kiểu hàng tuần hoặc hàng hai tuần. Kiểu là cứ mỗi lần mà mình đi rảo để mà mình xem coi thị trường ở Việt Nam có những cái dòng đồ chơi nào thú vị và chất lượng. Thì giá mọi người có thể thấy rồi đó, rất là nhiều những cái hãng khác nhau, những cái dòng đồ chơi xịn sò khác nhau
đều được tập trung ở Takeshimaya hết. Thì những cái điều mà mình thích nhất về cái khu đồ chơi ở Takeshimaya này á các bạn, đó là nó đầu tiên á nha, là nó full range, có nghĩa là nó đầy đủ các dòng đồ chơi cho mọi lứa tuổi ấy. Có thể là trong cái video này các bạn không thấy mình quay nhiều, nhưng mà nó có những một số những cái gian hàng bán đồ cho những baby, kiểu như là những cái đồ chơi, rồi những nôi sách này nọ gì đó. Rồi lớn dần các mẫu xe nó phù hợp với lại những bạn kid. Lớn hơn một chút xíu có những dòng lắp ráp, transformer, đặc biệt là những dòng sưu tập, rồi cả một thế giới Lego trong đó mọi người. Và các bạn cũng thấy rồi đó, những bộ Lego phải gọi là siêu khủng mà mình không nghĩ là trẻ em có thể chơi được, mà nó nhắm hẳn vào fan cứng của Lego là những người lớn luôn. Ví dụ như là một cái loạt những cái bộ khủng của Lego Technic. Yeah, chắc chắn là mình sẽ quay lại thêm một vài lần nữa, bởi vì hôm nay mục đích chính là quay phim rồi làm cái video này cho các bạn xem, cho nên là cũng không có tập trung để mà hốt cái gì về được hết các bạn. Thì bây giờ các bạn có thể xem lại phần video đi, nhíu qua coi có một cái dòng nào mà các bạn cảm thấy nó thú vị không, hoặc là các bạn có thể trực tiếp đến cái khu đó của Takeshimaya rồi quay lại comment ở bên dưới video này. Các bạn đang muốn mình review dòng nào, tên là thật, comment ở bên dưới nha. Ok, và để outro cái video này thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bên Takeshimaya đã hỗ trợ giúp mình làm cái video này, để mình là anh cái tay có dịp giới thiệu đến tất cả cộng đồng fan của Toy Station một địa điểm tham khảo và mua sắm đồ chơi phải gọi là tuyệt vời. Ngoài ra tất nhiên có cả luôn thời trang, mua sắm, nói chung là mọi thứ tất tật các bạn. Những ai đã từng đi qua Takeshimaya rồi thì chắc chắn là biết là mình không có nói quá. Còn những ai chưa từng ghé qua thì các bạn hãy ghé qua một lần đi. Tóm gọn vậy thôi. Rồi, và bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho anh Khởi Tây một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Mình là anh Khởi Tây sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.